Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mùng 4 Tết Bính Thân, chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã quay trở lại với các quý vị khán giả quen thuộc vào khung giờ 18 giờ hàng ngày. Và lời đầu tiên xin được kính chúc quý vị và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Vâng thưa quý vị, khi mà những tờ lịch đầu tiên của năm mới Bính Thân còn thoang thoảng cái mùi mực thơm được khai mở thì mọi người đã bắt đầu là bàn luận về những dự định hay là những mong muốn của mình trong năm mới. Trong đó thì nhiều gia đình hẳn là đang tính đến việc là sẽ có thêm thành viên mới hay không. Nhưng mà cũng có không ít gia đình băn khoăn là nên hay không nên sinh con vào tuổi Thân, nhất là sinh con gái. Bởi vì ca dao tục ngữ thì có câu là người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi, em đây luống những ngậm ngùi tuổi Thân. Với hàm ý rằng là những người tuổi Thân thì thường chịu nhiều thua thiệt và là một trong những con giáp khó lấy chồng trong 12 con giáp, chỉ sau có tuổi Dần thôi anh Phước ạ. Vâng, người chọn năm đẹp để sinh con thì đúng là đang trở thành một xu hướng trong thời gian gần đây. Và vài năm trước thì nhiều gia đình tìm mọi cách để có thể sinh bằng được một chú lợn vàng hay là một chú rồng vàng. Nhưng đúng là đến năm nay thì Bính Thân nhiều gia đình lại băn khoăn. Thậm chí là như bạn tôi chẳng hạn, dù hai vợ chồng mới cưới vào năm ngoái nhưng mà cả hai vợ chồng đều quyết tâm là tránh sinh con vào năm nay, tức là năm Thân, vì sợ rằng sau này con sẽ vất vả. Suy nghĩ đó thì có lẽ bắt nguồn từ quan niệm dân gian về 12 con giáp. Và hiện nay thì cũng chưa có gì là kiểm chứng là đúng hay sai cả. Tôi nghĩ là vẫn có cách để kiểm chứng, đó là chúng ta có thể soi vào cuộc sống của chính những người ở tuổi Thân và hỏi họ xem là với những trải nghiệm thực tế thì họ có thấy là những người tuổi Thân thì vất vả hơn so với các tuổi khác hay không. Và ngày đầu năm mới thì chúng ta hãy cùng nhau bàn về câu chuyện này với sự tham gia của hai khách mời mà tôi tin là chỉ cần nhắc đến tên là hầu như ai cũng nhớ mặt. Và xin được giới thiệu với quý vị đang có mặt tại trường quay của Chào buổi tối ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê và ca sĩ trẻ Hoàng Quyên. Vâng, xin mời anh Đức Khuê và Hoàng Quyên, chúng ta sẽ cùng vào đây để có thể trò chuyện với các khán giả của Chào buổi tối. Xin chào anh, chúc mừng anh năm mới. Chào xin chị. Chào Hoàng Quyên. Hoàng Quyên xinh quá, càng ngày càng xinh. Cảm ơn ạ. Anh Khuê thân mến và Hoàng Quyên thân mến, năm mới đã tới rồi và chúng tôi thì lời đầu tiên xin được chúc hai nghệ sĩ năm mới sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe dồi dào này, sẽ thành công với những cái dự án của mình và đặc biệt là có nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật sẽ gửi đến để có thể cống hiến cho công chúng. Và chúng ta biết là đầu xuân năm mới thì bao giờ chúng ta sẽ có những cái lời chúc dành cho nhau. Anh Khuê và Hoàng Quyên thì có cái lời gì muốn nói với quý vị khán giả của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC không ạ? Vâng, nhân dịp đầu năm mới, một năm Bính Thân, thì Đức Khuê xin chúc khán giả của chương trình VTC một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Còn Hoàng Quyên thì sao? Vâng, đến với chương trình hôm nay, Quyên cũng muốn gửi lời chúc đến quý vị khán giả một năm mới thật là nhiều cảm xúc, nhiều điều đáng nhớ và những ước mơ sẽ được bay lên. Chúc quý vị may mắn và thành công. Vâng, cảm ơn lời chúc mừng của hai vị khách mời của trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta sẽ trò chuyện với hai vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Sinh năm 1980, tuổi Canh Thân, chị Thu Hà không tin là phụ nữ tuổi Thân đều khổ. Kết hôn năm 26 tuổi, đến nay đã có hai mặt con, chị Hà hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc như bao phụ nữ khác. Từng đối mặt với không ít những thử thách trong cuộc sống, nhưng chị Hà cho rằng điều quan trọng là bản thân phải nỗ lực vượt qua thay vì đầu hàng và đổ lỗi cho số phận. Tuổi nào thì cũng có những mảnh đời nọ, những số phận kia. Mình biết người, điều đấy là quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi đọc những cái tử vi của những người tuổi Thân ấy, thì tôi thấy là có những cái điều mà đúng với tôi như vậy. Theo các chuyên gia, cuộc đời của một con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng đóng vai trò quan trọng vẫn là ý chí cá nhân. Rất nhiều phụ nữ tuổi Thân đang vững vàng trên con đường sự nghiệp, bởi thế không thể lấy một vài trường hợp cá biệt mà áp đặt cho số đông. Xét theo hình tượng của một cái con vật chứ nó không chính xác với tất cả những người tuổi Thân, mà phải để chính xác với từng tuổi thì cần phải xem theo năm tháng ngày giờ sinh cụ thể. Qua kinh nghiệm của văn hóa gian thì không phải. Và tôi quan niệm và tôi thống kê thử những người tuổi Bính Thân. Trước tôi làm giám đốc sở văn hóa Lào Cai, tôi thấy là hầu hết những người tuổi Bính Thân nữ đấy buôn bán rất giỏi. Thì có lẽ không phải, vì trong văn hóa gian ấy, tất cả những hình tượng, câu chuyện về tuổi Thân ấy, đều nói lên cái sự dịu dàng, cái sự giúp đỡ của nhiều người phụ nữ. Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, niềm hạnh phúc của chị Hà cũng đơn giản như thế này mà thôi. Gia đình thì cho đến giờ phút này thì tôi thấy là tương đối là mãn nguyện với những gì mình có.
Và đấy cũng là một trong những cái tôi thấy là đấy là đặc điểm của tôi và cũng những bạn tuổi thân của tôi, đó là biết bằng lòng với những gì mình có. Một năm có 12 con giáp và rõ ràng là trong xã hội không chỉ có 12 kiểu cuộc đời. Vâng, câu hỏi đầu tiên thì Vi Dung xin được dành cho nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê. Anh Khuê thân mến, là anh có thấy cái quan niệm mà dân gian chúng ta vẫn nghĩ là tuổi thân là tuổi khổ, điều này có đúng không và anh nghĩ sao về cái quan niệm này? Dân gian ta có một cái câu là rất hay là tuổi thân thì mặc tuổi thân, để vào giờ dần thì sướng như tiên. Thế nhưng mà đấy, nói vậy thôi chứ còn có phải ai cũng chọn được cái giờ đấy. Thế thì theo Đức Khuê thì tuổi nào cũng có cái vất vả của nó. Không phải, không biết là đây chỉ có Quyên là kém Khuê vâng. Hai giáp đúng không? Vâng. Em là tuổi dần ạ. Đấy, tuổi dần. Tuổi dần thì nó đấy, nhiều người lại bảo là vất vả hoặc cũng vất tuổi vả. Gì cũng tuổi gì cũng vất đúng vả. Rồi ạ. Bởi vì trong cái cuộc đời này thì cái sự thăng trầm nó là chuyện đương nhiên. Vâng. Nó là cái quy luật rồi, có lúc thăng lúc trầm rồi lúc sướng lúc khổ, đó là cái điều không thể ai tránh khỏi. Kể cả có 13 tuổi cầm tinh con 10 giáp thứ 13 cũng vẫn cứ khổ và sướng thôi. Nên là đấy thì là chuyện đó là bình thường. Thế thì có người thì là sướng trước khổ sau, có người thì khổ trước sướng sau, nhưng như Đức Khuê đây thì cứ vừa sướng xong lại vừa khổ lại vừa sướng. Cho nên thấy cái quan niệm nó cái tuổi nào cũng vậy, bình thường. Đó, đó là nhận định của anh Đức Khuê đúng không? Còn Hoàng Quyên thì sao? Một người phụ nữ mang tuổi thân thì người ta cũng rất hay nói là vì là tuổi thân nên là tôi rất là lận đận, tôi rất là vất vả đấy. Bạn có thấy là mình như vậy không? Bản thân Quyên nghĩ rằng Quyên lại khá là may mắn, nhất là về cái mặt bạn bè, rồi thì những cái quý nhân mà Quyên gặp. Ví dụ như trong công việc, Quyên có duyên được gặp rất là nhiều người giỏi. Và Quyên nghĩ rằng để là trở thành một người nghệ sĩ rồi có khán giả của mình, đó cũng là một cái may mắn, được khán giả luôn luôn ủng hộ mình, đó cũng là quý nhân rồi. Bản thân Quyên không suy nghĩ tiêu cực lắm về số mệnh hay là về tuổi. Quyên nghĩ rằng trong cuộc sống được mất được, nó luôn luôn đi bên cạnh nhau để cho chúng ta có những cái trải nghiệm cũng như là có những cái cảm xúc trong cuộc sống. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cả anh Đức Khuê và Hoàng Quyên thì đều rất là lạc quan, và chúng ta luôn trong cuộc sống nên giữ cái tinh thần lạc quan như vậy. Nhưng mà không biết trong gia đình thì sao, bố mẹ Quyên thì có bao giờ lo lắng về việc là con gái mình tuổi thân không? Đối với Quyên thì Quyên thấy ba mẹ rồi người thân cũng hay nói rằng là đừng có lấy chồng sớm, vì là tuổi thân thì sẽ vất vả đường tình duyên. Nhưng mà bản thân Quyên thì Quyên nghĩ rằng là đúng là Quyên cũng không nên lấy chồng sớm, nhưng không phải là vì là Quyên lo sợ là vất vả, nhưng mà Quyên nghĩ rằng đối với người làm nghệ thuật thì cần phải cống hiến nhiều hơn nữa. Và Quyên thì Quyên thấy rằng mình chưa làm được gì nhiều, Quyên chưa thể nào mà sẽ chia năng lượng của mình ra cho nhiều những cái việc quan trọng khác nhau. Quyên sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để làm âm nhạc. Sau khi mà Quyên đã có những cái tài sản nhất định của âm nhạc thì Quyên nghĩ rằng Quyên sẽ để nhiều cái tâm trí cho gia đình, thì lúc đó Quyên cũng chín chắn hơn nữa, thì Quyên sẽ Quyên nghĩ Quyên sẽ lấy chồng muộn một chút. Tôi là nam giới nhưng mà cá nhân tôi thì rất là ủng hộ cái cách lựa chọn của Hoàng Quyên, bởi vì mình hãy cống hiến cái tuổi trẻ của mình cho cái đam mê của mình trước đã, rồi dạ. Mình sẽ còn quãng đường rất dài ở phía sau để cho gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì theo quan niệm dân gian, con khỉ thường gắn liền với những đặc tính như là leo trèo, nghịch ngợm và danh ma nữa. Và có thể là do ngày xưa người Việt thì sống bằng nghề trồng trọt, và khỉ là con vật hay hái trộm quả và quấy phá mùa màng, nên cũng không được người dân ưa thích cho lắm. Và theo năm tháng thì những điều đó đã tích lũy dần thành các câu phương ngữ, châm ngôn để ví von ám chỉ. Ví dụ như là khỉ ho cò gáy để chỉ những nơi rừng rú ít người lui tới, hay là chim kêu vượn hót chỉ khung cảnh buồn ảm đạm, hay nuôi khỉ dòm nhà để chỉ những điều trái khoái của ai đó. Và từ đó thì dân gian liên hệ đến tính cách của những người sinh vào tuổi thân với những ám chỉ là sinh vào năm này thì sẽ không tốt, và lâu dần thì tích lũy thành định kiến. Và điều đó cũng cho thấy là cũng chưa có một cơ sở khoa học nào để chúng ta kết luận rằng sinh vào năm thân là không tốt, là vất vả. Dù vậy thì năm sinh cũng được cho là có ít nhiều tác động tới việc hình thành tính cách của mỗi con người. Và chúng ta hãy cùng xem quan niệm của cả người phương Đông cũng như là người phương Tây về tính cách của những người tuổi thân là như thế nào.
Theo quan niệm phương Đông, người sinh vào năm Thân thường thông minh, có cách nói chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người khác. Người tuổi Thân học hành tiếp thu nhanh, có trí nhớ tốt và cần mẫn trong công việc, nhanh chóng thích nghi với môi trường khác nhau. Tuổi Thân cũng được mọi người xung quanh ưa thích và thường có khả năng thúc đẩy và truyền nhiệt huyết cho người khác. Họ là tuýp người luôn muốn tìm kiếm thử thách mới và trưởng thành hơn nhờ sự sáng tạo và trí thông minh của mình. Những công việc phù hợp cho người tuổi Thân bao gồm kế toán, ngân hàng, các công việc liên quan đến kinh doanh, kỹ sư cơ khí, khoa học và điện ảnh nghệ thuật. Còn theo quan niệm phương Tây, tuổi Thân tương ứng với sao Gemini, tức là song tử. Người tuổi Thân nhanh nhẹn, láo lỉnh, khôn ngoan, là bậc thầy trong nghệ thuật ứng xử. Họ biết chọn lời, chọn ý, chọn sáng kiến, biết tập trung trí tuệ vào những đề án, kể cả những đề án có nhiều rủi ro nhất, có tài thuyết phục và lấy lòng người khác. Họ ưa tiếp xúc gặp gỡ, khám phá, không chịu cô đơn và nghỉ ngơi buồn chán, kể cả phương diện sự nghiệp và tình cảm. Vâng, không biết là có phải vì trong trường quay của chúng tôi có hai người sinh tuổi Thân hay không mà cái phóng sự vừa rồi của các bạn trong ekip làm tôi thấy toàn là những cái tính tốt thôi. Và tôi cũng rất là ngưỡng mộ những người tuổi Thân. Anh Đức Khuê này, anh thấy là mình có bao nhiêu phần trăm tính cách giống như trong những cái thống kê mà chúng tôi vừa kể tới ở trên? Thống kê có phải ưu ái quá. Ưu ái đúng không? Toàn thấy ưu điểm thôi. Chính xác, anh thấy mình có những cái điểm nào trong đó? Mà mình thấy thì mình giống tương đối là ít so với cái ưu điểm đó, mà thấy nhược điểm là nhiều hơn. Ví dụ như là chẳng hạn ở nhà là cứ ngày đồ con khỉ rồi hay nhăn nhó, rồi không nói vậy thôi chứ thực ra thì cũng không nhăn nhó lắm đâu, tưởng là tuổi khỉ nhăn không biết quên thế nào, nhăn như khỉ à? Nhăn như khỉ, nhưng mà mình lúc nào mình cũng cười thôi. Vâng. Nhưng mà cũng có lúc nghiêm thì cũng nghiêm ra phết đấy, lúc ý là khỉ ăn ớt đấy là cũng nghiêm nghị ra phết đấy. Tuổi nào chúng ta cũng đáng tự hào đúng không ạ? Hoàng Quyên thân mến, bạn thấy là ngoài những cái tính rất là tốt vừa rồi thì bạn thấy là những người tuổi Thân thì thường họ có những cái tính xấu gì, bạn có thể kể ra một chút cho quý vị khán giả biết được không? Quyên thì Quyên thấy rằng là những người bạn bè cùng trang lứa với Quyên thì đa số là tính cách Quyên rất là hợp. Nhưng mà Quyên không biết đối với người khác như thế nào, nhưng Quyên chỉ thấy những cái ưu điểm để cảm nhận nhau rất là nhanh nhẹn và rất là khách quan. Và đối với những người tuổi khỉ mà ngồi ở một cái nơi có nhiều những cái con giáp khác thì Quyên đa số là Quyên thấy rằng là mọi người rất là biết cân bằng, và thường thì mọi người sẽ hợp ở cạnh một cái người mà giống như là mọi người nói là tuổi rồng, là cái tuổi mà vua chẳng hạn ấy, thì bên cạnh có quân sư thông minh như tuổi khỉ thì rất là hợp lý. Anh Quê thân mến, ở những người phụ nữ tuổi Thân thì anh yêu quý họ ở cái điểm gì ạ? Thì mình thấy là đã là đàn bà hoặc đã là phụ nữ con gái thì mình cũng rất là quý thôi, chứ không nhất thiết là phải là con gì. Tôi nghĩ rằng là câu trả lời của anh quá rất là thông minh và làm vừa lòng cả hai cô gái ngồi bên cạnh, ghen tị với anh. Và bây giờ thì rất là muốn chúng ta quay trở lại với cuộc sống và công việc một chút. Tôi biết rằng là anh Khuê ngay từ đầu thì cũng không phải là một dân gốc nghệ thuật và anh rẽ ngang sang công việc này, nhưng mà bây giờ đã trở thành một nghệ sĩ rất là nổi tiếng và nhắc đến thì khán giả đều nhớ tên. Nhưng hình như là cái chặng đường bắt đầu với nghệ thuật của anh cũng không dễ dàng phải không ạ? Anh có thể chia sẻ với các quý vị khán giả. Thực ra thì cái lựa chọn nghề nghiệp mà cũng như là cái hướng nghiệp của bản thân Đức Khuê thì nó cũng chưa định hình một cách rõ ràng. Thì ngày xưa theo trào lưu thì cái cùng lớp thì ước vong có trước thì ông bà nội ấy thì lại rất thích là nhà có bác là bác sĩ mà thì nó rất thích là bảo cố gắng nhá, nhà phải có một cháu nào đó học bác sĩ, học nghề đó, để tức là một cái nghề mà có thể là người nhà rất là cần thiết và rất là quý. Thế thì mà cuối cùng là cũng không thực hiện được cái ước mơ của bà. Thế thì xong rồi học trào lưu là học một cái ngành kinh tế. Thế thì sau đó thì cũng không thấy nó hợp lắm với mình. Thì xong rồi bản thân thì cũng rất là thích văn hóa văn nghệ từ cái hồi còn là học sinh, cũng tham gia văn nghệ sôi nổi lắm, một cây văn nghệ của trường đấy. Thế thành thử là yêu văn hóa văn nghệ thì sau đó là lại vào tiếp xúc với, có một cái cơ duyên là lại được vào nhà hát tuổi trẻ. Sau đó thì làm thấy các cái anh chị được diễn, được trải nghiệm, được qua các cái vai diễn thì thấy thú vị quá, mà bảo ô hay nhỉ, cái nghề này cũng rất là thích.
ngồi dưới xem thì thấy rất là thoải mái, mà lại có thể là độc lập, có thể là tự do theo cái nghĩa của một cái nghề nghiệp, thì thấy thú vị và hấp dẫn, thì bắt đầu là theo đuổi. Thì cũng rất là may mắn là được vào nhà hát và được hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thế cho vậy là say mê từ đó đến giờ, và cũng nghĩ là mình yêu cái gì đó, mình phấn đấu thì chắc chắn nó sẽ có một cái kết quả khả quan. Thì chỉ mong muốn như vậy thôi, và đến bây giờ vẫn vậy, mà bây giờ, mà sau này cũng vẫn cứ mong muốn như vậy. Vậy thì anh nói là có thể là rất là nhiều thứ may mắn đã giúp anh có được cái thành công như ngày hôm nay, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là ngoài cái yếu tố may mắn ra thì thực sự là anh đã có phải cố gắng, theo anh là cái yếu tố nào đã giúp anh có được những cái điều đó ngoài sự may mắn? Trước hết phải nói là rất may mắn, bởi vì cơ hội đến với mỗi người là như nhau. Thế thì cái may mắn đó mình biến thành cái của mình, đó là cái nỗ lực trong cái công việc cũng như là chắc cái vai diễn, thì cứ dần dần từ những cái vai nhỏ đến vai lớn, xong đến những cái phim hoặc là đến những cái kịch cổ điển, hay tất cả những cái dạng ở bên sân khấu cũng như bên truyền hình, thì mình phấn đấu mà cứ mình cứ lạc quan và mình cứ yêu mến nó, thì đấy, thì công việc thì kết quả, ví dụ như là các cái bộ phim mà mình đã làm thì khán giả cũng rất là quý mình và rất là ấn tượng với các cái vai diễn mà nhiều phim, và họ nhớ đến Đức Khuê cũng qua các cái bộ phim đó. Chắc chắn rồi, ngoài sự may mắn thì chúng ta còn cần phải nỗ lực rất là nhiều, đúng không ạ? Hoàng Quyên thân mến, bạn thì là một cô gái trẻ và năm nay thì là 24 tuổi rồi. Người trẻ thì luôn là nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, đúng không? Nhưng mà để có được cái thành công như ngày hôm nay thì Hoàng Quyên thực sự đã phải vượt qua những khó khăn gì? Quyên nghĩ rằng cái khó khăn mà Quyên đã phải vượt qua, khó khăn lớn nhất đó là vượt qua chính mình. Khi mà Quyên năm vừa rồi, năm 23 tuổi, Quyên đã cho ra mắt cái dự án Quyên 23 của Quyên với một album và một live show đầu tiên trong sự nghiệp tại Nhà hát lớn Hà Nội. Thì đó là một cái cách lựa chọn Quyên nghĩ không phải người trẻ nào cũng chọn, vì nó quá khó. Và ngay kể cả khi bắt đầu Quyên nghĩ đến, Quyên đã cảm thấy rất là gian nan. Thực sự cho đến giờ phút này Quyên mới cảm nhận được là cái sự hoàn thành nó nhẹ nhõm vô cùng. Quyên nghĩ rằng người trẻ chúng ta có sức khỏe và chúng ta có cái khát khao, thì đó là cái yếu tố rất quan trọng để cho chúng ta dám vượt qua hoặc là dám ước mơ. Thì đối với Quyên, Quyên nghĩ rằng cái điều dám làm rất là quan trọng ở trong chính chúng ta, và Quyên đã không sợ vấp ngã để mình luôn luôn khát vọng. Đến giờ phút này thì Quyên nghĩ tất cả mới chỉ là bắt đầu. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê và ca sĩ trẻ Hoàng Quyên thì có thể thấy là con đường để đi đến thành công không phải là lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Để có được thành công trong công việc hay là hạnh phúc trong cuộc sống gia đình thì nhiều lúc chúng ta luôn cần phải nỗ lực và thậm chí là mạo hiểm để có thể đánh đổi. Chúng ta hãy cùng đến với gia đình của một nghệ sĩ tuổi thân xem là bí quyết để giữ gìn ngọn lửa yêu thương của vợ chồng anh chị là gì. Gương mặt mong chờ cùng nụ cười của Tê Giác và Mèo khi đón bố có lẽ là động lực lớn nhất giúp cho nhạc sĩ ca sĩ Hoàng Bách sắp xếp công việc để về với gia đình, dù luôn bận rộn với lịch trình diễn dày đặc. Cùng con chơi đùa, cùng con đọc sách và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày. Cả một tuần đó mình đi xa rồi, thì cái tuần tiếp theo mình ở nhà, mình sẽ cố gắng làm sao đưa con đi học, đón con về. Mặc dù có khi ở đêm mình đi diễn về 1-2 giờ khuya rồi, sáng 6 giờ vẫn dậy đưa con đi học, đấy là chuyện rất là bình thường. Nhưng rồi mình tìm cách mình ngủ bù sau. Một mình Bách thì cũng không làm được điều đó, mà Bách có bà xã. Biết là chồng, nếu mà hôm nay mà chồng mệt mỏi quá thì chồng có muốn cũng sẽ bảo anh ngủ đi, em đưa con đi học cho. Có lẽ chính sự thấu hiểu và tương trợ giữa Hoàng Bách và vợ anh, người mẫu thanh thảo, chính là chìa khóa mang lại hơi ấm và tiếng cười trong căn nhà này. Thế nhưng, không vì quá thương yêu mà nuông chiều, với sự kiên quyết và cứng rắn của một ông bố, Hoàng Bách không ngần ngại cho con trải nghiệm và luôn đặt ra vô vàn thử thách cho con, cũng như hướng dẫn con vượt qua những khó khăn không lường trước được của cuộc sống. Ngay cả cái việc bây giờ Bách cho Tê Giác học đàn, mặc dù cháu có năng khiếu nhưng cháu cũng không tỏ ra thích lắm. Nhưng Bách luôn luôn dạy con biết là con học cái này nó sẽ tốt cái gì, nó sẽ phát triển cái phần
phần nào của tâm hồn con, của cơ thể con. Với bố mình đi đâu thế thì bản thân Bách đầu tiên là nhận được nhiều thứ. Ví dụ như cái cách kiềm chế khi con nổi nóng. Hai cha con cùng học cái điều đó thì con dần dần đã biết chế ngự cái cơn giận của mình để dùng cái trí não để mà suy nghĩ. Gia đình là tất cả. Có lẽ đó cũng là cách mà MV Tôi Muốn Về Nhà của Hoàng Bách đã lay động người nghe với những điều chân thật nhất. Mỗi khi về nhà, anh Khuê thân mến, Vi Dung phải chia sẻ thật rằng là cái ấn tượng bao nhiêu năm nay của Vi Dung từ cái lần đầu tiên được xem anh trên truyền hình đến bây giờ khi gặp anh thì vẫn như thế. Anh là một người đàn ông rất là giản dị, chân thành. Có lẽ vì vậy mà khi mà anh nhận những vai diễn thì thường có thể là hơi ngờ nghịch, hơi ngô nghê hay là có thể là hơi chậm chạp một chút. Vậy thì ở bên ngoài, trong cái cuộc sống gia đình thực sự của anh thì anh là một người như thế nào? Câu hỏi này thì chắc là phải phỏng vấn vợ để nhận xét về những ông chồng đã đủ trách nhiệm chưa, hay là đã phải là ông chủ của gia đình chưa. Nhưng mà rất là cảm ơn sự ưu ái của Vi Dung dành cho Đức Khuê. Phải nói là một cái quan niệm sống, đó là một cái tính cách, cũng như là cái phương châm sống của Đức Khuê, đó là thật là giản dị và chân thành. Thì nó ngấm vào đó, thì sau đó đến cái công việc cũng vậy và vai diễn vậy. Thì mình cứ làm theo cái cách rất là gần gũi và nó rất là thật nhất trong mỗi con người. Bởi vì con người ta nó là một cái rất là trừu tượng và rất là bí hiểm. Ở trong mỗi người ta ai cũng có cái đấy. Thì những cái đẹp có thể có những người có nhìn thấy ngay. Thế nhưng mà có những người ta chìm tận trong sâu, trong rất là sâu thẳm thì mình chưa biết được. Thì đấy là cái cách mà mình tư duy theo cái suy nghĩ đó. Cho nên là cái những nhân vật của Đức Khuê làm thì thường là cứ hay ngấm vào những cái quan niệm đó, thì làm sao cho nó thấy được cái nét đẹp của mỗi con người. Anh Đức Khuê thì đã lập gia đình rồi, còn Hoàng Quyên thì vẫn là một cô gái rất là trẻ, và như bạn chia sẻ thì bạn vẫn chưa có ý định lập gia đình đúng không? Sẽ còn một tương lai xa. Nhưng mà nếu như để chia sẻ về những cái kỳ vọng mà bạn sẽ đặt ra cho cái người đàn ông của mình trong tương lai thì bạn mong muốn đó sẽ phải là một người như thế nào? Tuổi thân à? Chồng tuổi thân à? Không phải đâu đúng không? Hoàng Quyên thì nghĩ rằng là kết hôn thì chắc chắn là duyên số rồi. Trong tình yêu cũng vậy. Quyên không đặt ra một cái hình mẫu, mà Quyên nghĩ rằng cái người để mà Quyên để ý đến chắc chắn là phải là một người chân thành và nhân hậu, vì đó là một trong những cái yếu tố mà để cho chúng ta có thể đồng hành lâu dài cùng với nhau. Và nhất là đối với Quyên, Quyên không thích màu mè, và cái gì lâu dài thì cũng cần phải chân thật. Có phải bạn ấy đang tà anh đấy anh ạ? Rất là giống. Không, thì các cụ có một câu này thì mình hỏi là Quyên, là vì các cụ nói là vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn ấy. À thế ạ? Thế cho nên là cùng tuổi là cũng hay đấy, không phải không nhất thiết là kém hai giáp hay là một giáp nằm duỗi mà. Cô ấy không đặt ra các yêu cầu nhưng cô ấy mô tả thì tôi cứ hình dung ra anh Đức Khuê, nào là chân thành, nào là giản dị, thì đúng là anh Đức Khuê rồi. Và tôi nghĩ là tuổi thân cũng là rất là lý tưởng dành cho bạn. Và có được cái thành công ngày hôm nay chắc hẳn là hai nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê cũng như là Hoàng Quyên thì luôn luôn có những người ở bên cạnh để chia sẻ những lúc khó khăn và động viên, và để các bạn có được thành công. Vậy thì không biết ai là cái người đặc biệt đấy trong cuộc sống của hai người ạ? Hoàng Quyên. Quyên nghĩ rằng môi trường sống của Quyên rất tốt. Quyên rất may mắn gặp được rất nhiều người hay. Từ truyền thống gia đình Quyên đã là một gia đình mà Quyên nghĩ rằng đã cho Quyên rất là nhiều điều quý giá, từ cái cách nghe nhạc của ba mẹ, từ cái cách tâm sự cũng như là chia sẻ với Quyên thì để cho Quyên luôn luôn là một người bình tĩnh và theo đuổi những cái gì mà nó có giá trị. Và hai nữa là Quyên có những người thầy rất là quan trọng cho Quyên một cái định hình và gu thẩm mỹ âm nhạc, để bây giờ Quyên có một Hoàng Quyên, có một cá tính âm nhạc riêng. Rồi sau nữa là những người bạn, đó là những người mà Quyên gặp ở trong cuộc sống của Quyên, từ trường học cho đến công việc. Đó là những người bạn luôn luôn cố gắng và những người có khát vọng để cho Quyên luôn luôn có cái ngọn lửa thắp trong mình, ở trong chính cái cuộc sống của mình.
Còn anh Đức Khuê thì sao? Ai là người đã ở bên cạnh anh để giúp anh có được cái thành công như ngày hôm nay? Rất đơn giản, đó là người thân của mình, đó là gia đình mình, đó là bố mẹ và bây giờ là vợ và con. Bà xã đúng không ạ? Dạ vâng. Năm 2015 vừa qua thì có thể nói là một năm cũng khá thành công trong sự nghiệp, trong công việc của cả anh Đức Khuê cũng như là Hoàng Quyên. Anh Đức Khuê thì có những cái dự án phim của mình. Và Vi Dung nhớ là Vi Dung đã xem cái bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh, và trong đó thì anh cũng tham gia đóng đúng không ạ? Lại vẫn là một cái vai diễn như cái ấn tượng của Vi Dung như vậy. Còn Hoàng Quyên thì bạn cũng đã có một cái dự án của mình như bạn vừa chia sẻ. Vậy thì trong năm 2016 thì sao? Mọi người sẽ có những cái dự định gì? Mọi người có thể chia sẻ cùng với khán giả của Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC không? Mọi điều chưa nói trước được. Dự án thì chỉ là dự án. Nếu mà chúng ta hãy thực hiện, và ví dụ như là bạn có một cái câu kết luận, đó là cái câu mà em đã xem cái phim của anh rồi. Rất hay. Đó là cái câu mà sau có thể cuối năm chúng ta lại gặp nhau. Sang năm vào giờ này thì em lại sẽ được nói câu đó đúng không? Vâng. Hoàng Quyên thì sao? Những dự định của bạn? Quyên thì vẫn có những cái dự định trong năm mới của Quyên, đó là ra đĩa. Và trong năm mới thì chắc chắn là sẽ là những cái bài hát mới toanh cùng với những người lại rất giỏi nữa. Quyên sẽ tổ chức họp báo và công bố. Đến giờ phút này thì Quyên vẫn muốn giữ đó là một cái bí mật để cho khán giả trông đợi. Hồi hộp và trông đợi, dạ, đúng không? Chắc chắn rồi, trong năm 2016 thì hy vọng rằng những cái dự định của cả Hoàng Quyên và cả anh Đức Khuê thì đều trở thành hiện thực. Và trong một cái ngày đầu xuân năm mới rất là không khí ấm cúng như thế này thì Hoàng Quyên có thể dành một cái món quà nào đó thực sự bất ngờ cho các khán giả của Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC không? Vâng, đến với chương trình ngày hôm nay, Quyên sẽ hát một ca khúc về mùa xuân, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, gửi tặng quý vị khán giả bài hát Mùa Xuân Gọi. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Quyên với món quà đã mang tới cho các quý vị khán giả của Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC. Và một lần nữa nhân dịp đầu năm mới thì chúc anh nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, chúc Hoàng Quyên sẽ luôn mạnh khỏe và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong con đường nghệ thuật của mình. Thưa quý vị và các bạn, người ở tuổi nào thì cũng phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, có sướng và cũng có khổ, không chỉ riêng gì người tuổi Thân. Và tại Việt Nam thì có rất nhiều người sinh vào năm Thân hay là tuổi Dần vốn bị người đời cho rằng là nặng vía, mà cuộc đời cũng như đường công danh của họ thực tế thì lại vẫn rạng danh. Và rất nhiều phụ nữ tuổi Thân vẫn vững vàng trên con đường sự nghiệp, gia thất thì yên ấm. Bởi thế mà không chỉ lấy một vài trường hợp để áp đặt cho số đông, cuộc sống có trải qua khổ cực, đắng cay thì mới có thể cảm nhận được giá trị trọn vẹn của hạnh phúc. Và kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.